Cảm ơn quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Khách Sao Nấu Được. Chương trình Khách Sao Nấu Được do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Điền Quân Group thực hiện và được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc, đó là 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Nhưng mà đang tò mò quá với gian bếp màu hồng và màu vàng của chúng ta ngày hôm nay, thì hai khách mời nào đã chấp nhận lời thách đấu của chương trình? Nào, chúng ta hãy cùng gặp gỡ hai khách mời dễ thương ngày hôm nay, đó chính là ca sĩ Ali Hoàng Dương và diễn viên Otis. Trời ơi, em chào chị. Em chào chị. Trời ơi, sao hôm nay sân khấu của mình tinh khôi quá à? Sao tụi mình trong sáng quá hả? Trong sáng. Dạ, em qua đây đi, phụ nữ đứng giữa đi ạ. Cưng quá à. Ủa mà hồi nãy là bộ hẹn nhau hay gì mà lên dung văn dung vẻ quặp tai cưng quá vậy? Không hề biết luôn á chị. Tối qua hai đứa đi chơi chung với nhau. Lúc đầu là đi chơi chung với nhau, hai đứa nói là qua ngày mai em có đi quay. Xong rồi Otis cũng kêu là qua ngày mai cũng đi quay. Yes. Xong hai đứa nói ơ thôi tối nay về sớm đi. Về sớm đi nghỉ ngơi, mai còn đi quay nữa. Xong em nói ừ thế thôi tối nay về sớm đi, đừng đi chơi khuya như mấy hôm khác nữa. Xong rồi cái hai đứa về sáng ngày mai, hai đứa mạnh ai nấy đi. Xong lên đây gặp nhau ngoài cổng á chị. À, là nó là không hề biết hai đứa cùng quay chung với nhau. Mà ngày hôm nay lên lại mặc đồ giống nhau. Thôi bây giờ làm sao? Đây là một cái gọi là một cái gì đó được xe duyên á. Nhưng mà thật sự câu chuyện nó là như vậy. Có nghĩa là ngày hôm qua hai người đi chơi tình cờ đi ăn uống với nhau, xong phát hiện là ngày hôm nay cùng đi quay chung một chương trình. Xong cả hai đi chơi luôn overnight không về. Rồi sáng nay đi lên chương trình này luôn. Tôi nghi lắm, đúng không Tiến? Không, bây giờ, em hay em bây giờ chị hay vậy quá. Chị mặc bộ đồ tinh khôi, em nghĩ chị là một người rất là trong sáng và chân thật. Đúng rồi, sáng, không ngờ chị ngụy biện và chị áp đặt cho người ta như vậy đó. Ủa? Suy nghĩ của chị dành cho em với lại Otis là nó hơi tối á. Vậy là nó hơi tối so là... với bộ đồ của chị. U là bộ đồ tinh khôi quá. Hồi nãy giờ nói vậy là bị nghiệp suy nghĩ rồi. Đúng rồi. Nghiệp trong suy nghĩ luôn rồi. Chính xác. Chỉnh sửa lại đi chị. Chỉnh sửa lại. Yên tâm là ngày hôm nay khi mà tham gia chương trình, và Vi sẽ chuộc lỗi với hai người. Nha, chị sẽ cho tụi em ăn nhiều món ngon đúng không? Ủa? Ủa? Khách sao nấu được là ai nấu? Ai nấu? Ai nấu? Khách sao nấu được là ai nấu? Sao nè? Là ý là khách sao nấu được, nghĩa là khách làm sao nấu được à. Chứ không có phải là khách ai, hiểu không? Nè, bộ đồ cũng rất là trong trắng, bớt lương lẹo nha. Khách sao là ngôi sao của chúng ta ngày hôm nay nấu được đó mọi người à. Bây giờ ai cũng biết khả năng của hai bạn là nấu. Không nấu được đó. Ủa sao vậy? Không nấu được. Em biết nấu ăn gì đâu, em cũng có biết nấu đâu. Em biết nấu không? Dạ thì em cũng biết mấy nấu món khó. Món khó. Ví dụ như là trứng luộc hoặc là tôm đồ là em nấu được. Khó quá chị ha. Món đó rất là khó. Rồi anh nấu được món dễ nào? Em làm được những món khó hơn à. Ví dụ nó phức tạp hơn rất là nhiều. Wow. Bởi vì mình phải dùng rất là nhiều những cái sự nguyên hỗ trợ. Vật liệu. Đúng, nguyên vật liệu. Đó chính là trứng chiên và mì xào. Đúng, khó hơn. Khó hơn nhiều. Chưa. Bỏ vô nước thôi, trứng chiên mình phải dầu ăn, dầu ăn nè, canh lửa nè. Canh lửa rồi hả? Gia vị là muối bao nhiêu? 1 mg thôi à. Đối phương của mình ăn mà khó tính là đòi là trứng hơi phải la cốt chút hay là chín cốt, rồi lâm lết. Chị nói nhiều khi la cốt ổng không hiểu đâu. Ông gật gật chứ không hiểu gì. Chứ la cốt là gì? La cốt là đó. Là cái gì? Là đó. Thấy đó. Chưa? Là cái trứng la cốt đó. Nó đâu có dịch ra tiếng Việt. Coi như là hai ngôi sao của chúng ta họ đều rất là thành thạo trong cái việc là liên quan nấu những món đến trứng. Yeah. Như vậy thì xin chúc mừng các bạn. Món ăn ngày hôm nay của chúng ta đó là lẩu. Lẩu. Lẩu ghê chưa? Ủa sao vỗ tay vậy? Lẩu trứng thì sao? Lẩu gì lẩu trứng chứ ai bán? Đó là món lẩu. Xương. Sụn bò sốt tứ xuyên. Trời ơi, cái tên mà nghe mỏi miệng luôn á. Ủa mình ngon ha? Ngon. Ngon không? Ủa sao là vậy? Em với Otis nấu hả? Đúng rồi. Ừ. Ráng nha chị, tí chị ăn đầu tiên. Ủa sao vậy? Tụi đứng vẫn không bên đây thấy xiên xiên em nói rồi, nè. Em
Em nghe cái tên là tí chị ăn đầu tiên á. Không, bây giờ lặp lại thử giùm đi, chị nói được đúng một lần hả? Lẩu, lẩu xương, sụn, sụn, bò, bò, sốt, sốt, tứ xuyên. Lẩu xương, sụn bò, sốt, tứ xuyên. Nói nhanh lên, nói nhanh lại nè, 2, 3. Lẩu xương, sụn bò, sốt, tứ xuyên. Cái gì nó ngậm gì trong miệng? Lẩu xương, sụn bò, sốt, tứ xuyên. Không ấy, tối nay em về em ghi âm gửi mail được không? Còn giờ, hôm nay cái món của chương trình nghe rất là khó, nhưng mà nấu cực kỳ dễ và ăn cũng cực kỳ ngon. Không tin hả? Bây giờ xem video clip nha. We come alive. Nào nào, món ăn của ngày hôm nay chính là lẩu xương sụn bò sốt tứ xuyên. Rồi, bây giờ theo Ali, hồi nãy giờ cái clip này gồm những món gì? Trước tiên nè, khi mà muốn nấu cái món là lẩu xuyên sụn bò, lẩu xương sụn bò sốt tứ xuyên đó, thì chúng ta phải gồm có những cái vật. Những cái món như là cái nồi nè. Đúng nè. Cái bếp ga nè. Đúng nè. Cái đồ múc nè. Hết. Còn nữa mà quên. Rồi bên đây bổ sung liền. Để bổ sung cho sẽ có thêm nước, nước lèo, sa tế, rồi ớt, lửa nữa. Lửa. Lửa. Dạ. Âm nhạc nữa. Rồi âm nhạc luôn được luôn hả? Được. Nấu ăn rồi âm nhạc làm cái gì? Được âm hả? Nhạc cho mình cảm thấy feel, tinh thần feel, mình feel. Đúng. Okay. Thôi nói nghe nè, mình có khả năng được ăn nữa đó. Yeah. Cái khúc này là khúc hay nhất chương trình. Mời đi. Ghê chưa? Không chỉ là MC mà có khả năng thần thông, ghê chưa? Chị không ấy mà chị em mình kết thân với nhau đi. Mỗi em muốn ăn rồi chị biến ra cho em ăn nha. À có nghĩa là em cứ ở đâu alo Vi ơi tới là chị biến bụng cái vậy thôi hả? Rồi xong rồi chị đi về cũng được nữa. Có nghĩa là không được ngồi ăn luôn. Dạ. Thôi thay vì á biến bụm cái bàn ăn, chị sẽ biến bụm em ra chợ luôn nha. Tự diễn tự mua. Không, nhưng mà nó tốn tiền, còn chị biến đó nè, em không có tốn tiền. Nè bây giờ mình tranh thủ đi nè. Quên. Hình như thiếu một cái gì đó nha. Thiếu bào ngư đó. Không phải. Thiếu anh đầu bếp. Đúng. Chính xác. Đúng rồi. Thiếu người đã nấu ra món này, đó chính là anh Đinh Công Thắng. Xin mời. Đó. Anh có bào ngư đúng không anh? Có cái gì có bào ngư rồi. Xin chào anh Thắng. Anh Thắng ơi, mình có thể giới thiệu một chút xíu về cái món này được không ạ? Hôm nay mình mang đến cho chương trình là lẩu xương sụn bò tứ xuyên. Wow. Anh nói không dấp luôn. Lẩu xương sụn bò tứ xuyên. Thì cái thành phần chính trong cái nồi lẩu này là sẽ được chia làm hai phần. Là 50% đến từ gia vị tươi ngon và 50% đến từ nước lẩu. Thì trong những cái thành phần chính trong lẩu này sẽ có sườn sụn bò và móng neo bò. Móng heo, móng và heo. Sườn sụn. Ủa? Móng heo và sườn sụn. Tại sao lại là lẩu bò mà lại có móng heo vậy? Móng neo của móng bò. Neo hả? Dạ, cái neo sau lưng của bò. Một bò chỉ có 4 cái móng neo. Trời dạ. Ơi, tôi dịch bậy, móng heo. Ở đây đó chị đó. Ai cũng nghe cái móng heo hết trơn. Móng neo hả anh? Neo. Bò chứ không phải là móng heo nha mọi người. Bỏ hết chị luôn hả? Bỏ hết đi, bỏ hết vô. Không được. Bỏ hết vô. Cái này luôn, cái này luôn. Đũa muỗng cầm sẵn đi mọi người ơi. Dạ, chắc là neo sống móng neo sực sực giòn giòn. Dạ. Sụn thì sụn sẽ sực hơn. Dạ. Nhưng mà móng neo nó có độ giòn riêng của nó. Dạ. Nhưng mà trước mắt mình ăn mình vô. Phải hỏi đi chứ tí mình nấu không được à. Ủa? Ủa là định hỏi hả? Hỏi thêm. Hỏi rồi chứ. Anh có định nói không? Cái này mình sẽ không chia sẻ. Thấy chưa? Không có được nói gì đâu. Vậy là nghỉ ăn luôn nha. Ăn thì ăn nhưng mà nghỉ nấu đi chứ bây giờ sao? Mình phải vật vã lao động đồ dữ dội lên chứ đâu có phải là tự nhiên ngồi không mà ăn được. Trời đất ơi. Thôi bây giờ như vậy đi, bây giờ ghét rồi, có thể là được ăn bình thường luôn á. Cứ lạ lắm. Thấy không? Nhỏ đứng nó cười một cái nét rất là lương thiện. Là được ăn chắc chắn rồi. Chương trình này là MC là người quyết định. Bây giờ nè, chơi nè, coi ai chớp mắt trước. Ai mà chớp mắt trước hả là thua không được ăn. Đếm 2, 3 bắt đầu vô. Mắt em có lẹo quá chị Vi. U là. Mắt em đang có lẹo, chị nhìn tí nữa chị lay ráng chịu nha. Này có cái mục lẹo ngay đây nè. Lẹo không? Lẹo không? Chết rồi! Chết rồi! Chết rồi! Ha ha ha!
Thấy chưa? Chị ơi, em năn nỉ chị. Vậy là một mình em được ăn thôi đúng không chị? Đúng, một mình em được ăn dạ. thôi. Năn nỉ chị á, em không chưa? Ăn sao em biết. Chơi là làm anh lớn là phải cho nó ra anh lớn. Đứng đây anh nhìn rồi. Ali, vô bỏ vô nè. Nè, dạ đây nè, em chăm sóc mọi người đúng nè. Rồi. Dạ. Đó, đây mọi người, đây là miếng chả cá. Chả cá hồng á. Rồi thanh cua. Thanh cua. Ây da, em xin lỗi, không có nha. Bớt em không... hàng học nha. Không thái có. Thái độ nói lên tất cả nha. Có. Nè, anh làm gì cho nó nhanh nè. Thôi, anh thích tự làm từ từ được không? Cho có cái quay được không? Rồi, rồi, cầm giùm cái chén, cầm giùm cái chén. Không ấy không cần cầm chén nữa, đi qua bỏ ra. Bỏ ra. Dạ, 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 em làm cho, nha chị. Đây, đó. Rồi nè, chị ăn rau gì ạ? À? Nấm, nấm trước đi nè. Nấm bỏ nè. Trước. Nấm kim chi nè. Nấm này tên gì em quên. Nấm kim châm. Kim châm à. Trời ơi. Rồi, được lao được rồi đó Ali. Cảm ơn anh Thắng nha. Em cảm ơn anh Thắng đã nấu một món ăn rất ngon để cho chị với lại em của em ăn. Mà em thì đứng để cho chị với em bỏ xương vô trong đầu, trong cổ, trong miệng, không trong có, bụng. Bỏ vô trong dĩa. À, trong dĩa. Trong dĩa. Rồi, nói cho đúng nha. Nó rao được rồi Ali ơi. Dạ rồi, em đứng đây đó. Em dạ hiểu được rằng tình cảm của đó chị em chúng tôi đó, anh chị em chúng tôi. Còn cái dĩa này luôn. Dạ. Còn hai gì nữa không chị? Đây đây đây, thưởng thưởng thưởng. Được rồi nha, ra cho nha chị. Thưởng đi. Rồi, để thưởng cho nè. Rồi. Rồi. Nóng, nóng. Ngon quá. Không? Đã chưa? Phải không? Phải không? Cho em ăn. Đã chưa? Thôi bây giờ thôi cũng cho người ta ăn đi ha. Nhưng mà hết dĩa hết chén rồi, bây giờ tìm cách ăn thôi nha. Giờ sao? Giờ hết chén rồi, giờ sao giờ? Lẽ em bóc. Lỗi mà em bóc bằng tay mấy anh chị. Thôi nè, tặng cái muỗng rồi nè. Đó. Rồi, hớp đi. Miếng nước thôi nè. Trong lúc đó ăn hết miếng này mới được. Trời, nó ngon gì đâu luôn á trời. Cho thêm miếng thịt nữa nè. Đó. Cho em miếng chả cá ngang. Ôi chết. Dạ. Ôi chết, cảm giác cái món này, cảm nhận món này như thế nào? Em thấy nó rất là, đầu tiên nó rất là nước của nó rất là đậm đặc và nó rất là thơm. Ăn vô nó có cảm giác rất là vừa mà nó không có bị quá mặn nữa. Nói dài dài lên em. Dạ. Nói thêm, nói thêm. Nhưng mà em cái văn em tới đó thôi. Nói nữa đi. Không 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 không. Nó ngắn rồi chị, chứ không ăn hết cái nồi. Nó ngắn rồi, nó ngắn rồi. Nói thêm xíu đi chị. Nó nhiều vô chút. Ali lên. Mời Ali nói cảm nhận của mình ạ. U là em ăn thêm một miếng không, thôi em mới biết không được, cảm nhận. Không được, không được, cảm nhận đi ạ. Đầu tiên ạ, đây là nói một, dài dài đi ạ. Một trong những cái món lẩu mà nó cho Ali một cái cảm giác là nó rất là thú vị khi trong mình bỏ vô cái miệng mình á. Yes. Nó có một xíu gì đó, cái mùi bò rất là đặc trưng mà phải gọi là đậm đặc nha. Nice. Cái thứ hai đó chính là nó có rất là nhiều những cái hương vị của nấm. Khi mà mình bỏ rất là nhiều loại nấm vào, nó cảm giác nó vừa chay, vừa mặn, vừa thanh đạm mà vừa rất là tinh tế. Có một cái sự cay nồng, phải gọi là cảm giác nó giống như là thuốc vậy đó mọi người. Nó có một cái chút xíu gì đó, ăn vô mình cảm thấy mình khỏe liền á. Nó tê đầu lưỡi, nó rát cổ họng. Nó giả trân luôn. Nó giả trân. Đúng rồi. Thấy chưa, hồi nãy giờ ăn chỉ ăn có một muỗng thôi mà có thể phát biểu được quá nhiều như vậy. Thì biết vậy, hồi nãy chỉ cần ăn một đũa thôi là nói được đến cỡ nào. Ghê chưa, dẹp dĩa nè. Đó. Thì em tưởng là mình phải nói chứ, mình tới đây mình phải, mình cảm nhận. Thì đúng rồi, thì đáng lẽ là chia cái khoảng thời gian nói ra khoảng thời gian ăn rồi đó. Là gộp chung lại rồi, bây giờ nói thôi là mình khỏi ăn luôn nha. Nhưng mà nói chung lại là ngon. Ngon. Anh, với cái món này thực sự là em cảm thấy là quá đã luôn. Nhưng mà nó cay mà nó kiểu nó không bị cay xé. Nó có cái vị ngọt động lại rất là nhiều. Nó tê tê á. Đúng rồi. Cái vị cay của nó như một cái sự cay cú đang hằn lên đôi mắt của Ali vậy đó. Đó. Em đâu có đâu. Nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ phải vượt qua những thử thách của chương trình để mình có thể là có thêm nhiều gợi ý nữa của anh đầu bếp để mình có thể nấu món này một cách thật là hoàn chỉnh. Ráng nấu cho ngon vô, xong rồi ai cũng hả kiểu mà xúm vô ăn của Ali, lúc đó Ali được quyền quyết định không cho ăn lại. Trả thù lại đi, hãy trả thù Vi đi nha. Cố lên nào, chúng ta hãy cùng đến với những thử thách của ngày hôm nay. Thử thách đầu tiên của chúng ta nhẹ nhàng đơn giản, đó là mọi người làm như thế nào thì làm không biết. Đó là phải vận động hết cơ thể của mình, nhưng lúc nào cũng phải dính chặt nhau. Rồi phải nhảy như thế nào để cho rớt hết tất cả những trái banh ở trong cái túi bao tử này ra. Ai rớt trước trong vòng 2 phút thì người đó thắng, vậy thôi. Mình ăn rồi mà Ali. Dạ rồi thôi, dạ, mình ăn lấy rồi. Mình đến với chương trình mình phải cống hiến. Cống hiến dạ. Nào. Rồi, một nét nhạc thật là sôi động để thử thách
đầu tiên của chúng ta bắt đầu. Lẹ lên có 2 phút mà. Làm gì làm lẹ đi. Ai đốt trước nha. Ai đốt trước là người đó thắng đó. Nhảy đi. Trời đất ơi, tại sao mà ông tiếp chơi cái thế mà bị đậu quá vậy? Đúng rồi, quạt quại lên. Đúng rồi. Là lúc nào cũng phải tay chân hùi 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 hùi. Không được đụng. Đứng dậy. Hai luôn. Đó, thì dịnh hai cái tay lại. Đứng dậy coi. Đúng rồi. Hồi nãy giờ Ali đang làm rất là tốt. Hết rồi. Hết rồi chị ơi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái thử thách, đó là thần đồng ca dao tục ngữ. Trời đất ơi, tôi thua chắc luôn rồi đó. Tôi thua rồi đó. Có gì mà lúc nào chung là không có biết cố gắng, không biết cố gắng. Đúng rồi, phải cố gắng lên. Quan trọng là mình biết cố gắng trong cái khả năng của mình. Bây giờ hãy đọc một câu ca dao tục ngữ có nhắc một loại trái cây. Ủa đứng đây đọc cũng được mà mắc mới vậy, ở đó sao vậy? Phải vô đó mới. Ôi được dạ. Ủa đọc chưa? Nãy giờ dây người ta đang chạy rồi đó. Ăn khế, chả vàng, may túi ba gan, mang theo mà đựng. Cái đó phải là câu ca dao đâu. Ăn... Nó là một câu chuyện và một... Nó là một câu chuyện và một... Mà lì. Ủa có ăn khế chả vàng mà thật mấy túi ba gan mang theo mà đựng đó nè. Cái đó chỉ là một câu thoại thôi. Lúc mà con kia nó kêu là ăn khế chả vàng mấy túi ba gan mang theo mà đựng, chứ đâu phải là ca dao tục ngữ gì đâu. Con người biết chơi ta chơi nè. Đó được tiếp. Ra đi làm gương nè. Ăn quả nhớ kẻ chân mày. Ấy lộn, nhớ kẻ trồng cái từ. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đúng nha, không được xịt nha. Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh sao? Rồi. À, sao vậy chị? Ai à, kêu kẻ chân mày. Ngựa ăn chi. Ủa? Nhưng mà là quả gì vậy? Ăn quả như kẻ trồng cây vậy thôi đó. Ờ, là quả gì? Là quả u là. À, mình có nói là loại trái cây á. Có nghĩa là cụ mà thể. Mà mình không có nhắc tới cái trái chuối hay cái trái bơm gì trọng luôn á em. Ủa, ôi, nói... lấy bí cùng. Tuy rằng rất giống như trương một vàng à. Đó, dạ. Đó, cái kiểu đó đó. Rồi, về chỗ lại nha. Trời ơi, đó là như vậy. Nhục quá. Quê nhục. Sệ quá. Ôi, con xong quê. Game này tự quy định là không ai thắng luôn ạ. Dạ. Dạ, có nghĩa là thua đều đó ạ. Đây, thử thách tiếp theo. Đó là game tên là Bé bé bồng bông hai má hồng hồng. Cưng ha. Cái game gì mà tên nó dài còn hơn là cái đường cách mạng tháng 8. Cái tên dài như cái tên lẩu của mình đó. Nhiệm vụ của các bạn là phải dùng cái cặp má hồng hồng đó. Mình áp vô và mình coi cái đó là món cái món gì. Ai mà phải biết cái là phải la lên liền nha. Nhưng mà nó có là con vật gì không chị? Không, hên xui, hên xui. Không mà hên xui. Bây giờ nè, đưa cái má vô giữa nè. Trời ơi chị. Trời ơi, cái gì vậy? Đó, đoán đi là cái gì. Áp vô nha, áp vô. Cho em một lần nữa đi. Áp vô, đó. Ủa, cái gì lạnh ngắt vậy? Đó. Mồ hôi cô ô tít hả? Không phải. Giống cái chỗ đông gạo đó ta. Không phải. Không có. Đó. Ai biết là phải nói liền nha. Ừ. Chị em biết rồi đó. Gì? Cái con gì á? Cái gì? Chị để nó lâu xíu được không chị? Đó. Nè, áp vô. Áp vô cái má, tại con này nào động đậy á. Đâu? Em máy con thấy động đậy. Phải, đây là một cái sợi là cái lông đúng không vậy? Không biết, trời ơi, anh thấy chơi, nó mềm mềm như cái cục cao su á. Nè thì áp vô đi, trời ơi, cho áp thoải mái nè. Chọt vô miệng em. Đó. Phải chưa? Đáng đi. Gợi ý luôn, cái này ăn được. Ăn được, rau. À, rau. Rau gì? Xà lách. Rồi. Là đắt không? Dạ. Để lát mới trả lời nha. Cái tiếp theo là một chỗ. Cái ghê quá má ơi. Cái ghê quá má ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, ghê quá vậy trời. Chị Vy đừng chị ơi. Trời ơi, thiệt cái chỗ không dám đụng vô luôn á. Đưa cái má vô.
đưa đưa cái má vô. Ý cái gì vậy? Trời ơi, coi chừng nó giúp nhích kìa. Đấm đúng không chị? Không, cái này không ăn được nha, cái này không ăn được nha. Không ăn được hả? Mấy con gì đâu anh? Cái này không ăn được nha. Rồi, vô. Thấy cái đầu otic không à? Rồi rồi, nè đó. Đó. À, em biết rồi. Biết thì nói liền. Miếng rửa chén, miếng rửa chén. Không biết là đúng hay không nha, để lát coi mới biết nha. Dạ. Rồi, cái này là cái cuối cùng nha, cái cuối cùng nha. Yếu, trời ơi, sao cái gì mình nó thấy ngớt vậy trời. Hello. Chị gia bộ nói gì á? 2, 3. Ơi, ơi, cái gì vậy chị? Em chưa kịp cảm nhận. Ê, chưa kịp cảm nhận. Ê, rồi, em biết rồi. Em biết rồi. Cái khăn lau bàn sao anh? Cái tóc. Tóc gì? Tóc giả. Tóc giả hả? Dạ. Rồi, bây giờ hãy mở mắt ra nào. Đúng nè. Tóc giả, miếng rửa chén. Đó. Còn cái này là rau gì biết không? Rau cải đẻ xanh. Cải đẻ xanh. Em tính nói luôn á. Ali đã chiến thắng trong thử thách ngày hôm nay. Yeah. Chắc là nãy giờ chương trình thấy là Ali với lại hả Otis kiểu như là xa cách quá đó, cho nên là mình phải chơi những cái trò chơi mà nó mang tính kết nối đồng đội một chút. Em thấy nãy giờ không có trò nào xa cách hết á, cái gì cũng phải dính dính má vô một chút, kiểu gì cũng phải dính dính người vô một chút, rồi bây giờ là dính tới dây rốn rồi. Dây rốn luôn á. Cái này là một cái trò chơi được mang tên là nào ta cùng lắc. Ai mà đem cái dĩa này về được bên mình người đó thắng. Đếm đến 3 là bắt đầu lắc nha. Lắc kiểu gì trời? 1. Mình tìm cái hướng trước đi con. 3. Lên nha. Đó. Lắc. Lắc về anh thua á. Lắc về anh là anh thắng rồi đó. Đó kìa. Thôi à. Lục. Ôi sao lấy tay, anh chơi lấy tay. Trời đất ơi, nó chơi gian quá chị ơi. Tao đổi lại nè. Trời không được chung tay. Trời đất ơi. À đúng rồi. Nhảy nhiều kiểu quăng cái vòng nó lại. Kìa nó đang về ô tít nha. Kìa nó đang về ô tít nha. Đó, đang về ô tít nha. Yeah. No way. Yeah. Ở không có được dùng tay. Chú chị giờ. Không được dùng tay. Anh đi dùng tay kìa chị. Sao dùng? Yeah. Yeah. Đó. Đó. Đổ chịu lắc. Đó. Ai dùng chân. Không được dùng tay, muốn dùng chân thì dùng. Trời ơi, dùng không chân được đúng dùng không? Tay. Huy. Đó. Hết thời gian, cái dĩa mà nó gần ai hơn là người đó thắng nha. Em mệt quá. Cái gì vậy chứ giữa rồi kìa. Trời ơi, bạo lực quá. Thời gian đang gần hết rồi nha. 10 giây cuối cùng. Đó đi con trai của ba. 9, 8, 7. Hả? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ủa vẫn còn mà Ali đã quyết định bỏ cuộc hả? Trời, nó tới bệnh rồi chị. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Không thể nào cứu vãn tình thế. Chúc mừng Otis chiến thắng đầu tiên. Yeah. Hãy đến với thử thách thứ 5. Đây, thử thách của chúng ta có tên là cướp cờ. Cái này chắc là cái trò chơi mà mọi người đã rất là rành rồi đúng không nè? Dạ. Mình sẽ cưỡi trên cái em đó, em búp búp đó. Mình cưỡi lên đây. Đó. Mình giật cái cờ xong rồi mình phải cưỡi nhảy theo tưng về mà đó. Giành nhau cái cờ đúng rồi. Mà nhưng mà đối phương nếu mà chạy theo được mà đụng vô cái người đó được là người này thua. Thốt. Dạ. Nha. Chúng ta sẽ chơi 3 lượt. 3 lượt để phân thắng bại. 3, 2, 1. Bắt đầu. Ê. Bắt đầu. Ê. Trời ơi,
rồi, người ta về mất rồi. Về rồi, rồi. Cái này bật ngửa à? Té cái bộ. Bật ngửa nhưng mà chắc lẽ là ông Tiết phải đụng liền. Nhưng mà anh không có ở trên cái con này, anh phải ở trên cái con này chứ. Nhưng mà là người ta đã cưỡi về giờ trên cái con đó là được rồi. Bầm chân rồi nè, thôi cho người ta thắng đi, bầm chân rồi nè. Ôi chân trai của kìa. Bầm chân rồi. Không. Rồi bây giờ còn hai lượt nữa. Yêu cầu thứ hai đó là hai đối thủ ôm nhau thân thiện và sau đó cướp cờ chạy về chỗ hết. Tự tương tác á, kết okay. nối nữa đó. Đó. Rồi. Bắt đầu. Vậy đâu cần mình phải chạy nhanh đâu. Or make a bed of green. Hello bạn. Hello bạn. Hello. Hi guys. Ngồi xuống anh, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi mình thân thiện nhau lắm chưa? Ok nha. Thôi né theo này ra xí đó. Ok nè. Rồi mình về cái vị trí cái chỗ kia đi nha. Rồi chỗ nào? Có nghĩa là nếu Chạy đi. Nè, dạ. Ô Tiết chưa qua mức mà em đụng rồi nha. Dạ, từ từ, dạ, bẻ, dạ, lần bẻ. Thứ hai em lại thắng rồi mọi người ạ. Một người đã bại trận rồi chị. Lượt thứ hai là Ali đã chiến thắng. Hồi nãy là... Ba lượt Ali này em cũng luôn. Thắng luôn. Ủa vậy? Vậy là em thắng luôn rồi đó. Ủa vậy là mặc định là Ali thắng luôn rồi. Ô Tiết có muốn chơi một lượt danh dự. Thôi, cho thua, thua, em thua. Thua như là đau hàng. Đau hàng. Và thử thách này, Ali là người chiến thắng. Yeah. Đây, thử thách của chúng ta có tên là bột mì vui vẻ. Vui quá, vui quá. Đó, thấy là vui rồi đó. Ở trong đây sẽ có 5 đồ vật bị chôn vùi bởi lớp bột mì vui vẻ này. Và nhiệm vụ của các bạn là không được dùng tay, không được dùng chân, chỉ được dùng miệng thôi. Làm sao mà để có thể là thổi bay đi những cái lớp bột mì này. Và ai đọc tên chính xác 5 đồ vật này trước sẽ là người chiến thắng. Dạ. Và 2 phút của chúng ta bắt đầu. Cho em đứng giữa. Trời ơi, thổi xong em đoán thôi chị. What? Chiến thuật nha, không biết nha, không biết nha. Đó. Đó. Thổi nào. Cái bằng keo, bằng keo nó trước rồi, bằng keo em trước rồi. Ai trước thì là bánh. Ai trước thì là bánh. Không. Cái bánh. Né. Thôi đi anh, đi đi. Thấy chưa? Nãy giờ đọc 2 cái rồi đúng không? Còn 3 cái nữa nha. Không có tiếp kìa, cái gì kìa xanh xanh kìa. Bibi không phải Bibi đâu. Có phải không Bibi cái lỗi gì á? Chết. Hai nói chung luôn. Hết rồi. 5 món lận nha. Kiếm đi. Hello. Ai lấy tiền rồi đâu? Ai hụt đúc? Không phải cái đinh. Đinh. Hai cái đinh luôn. Thôi tôi nói trước rồi ba ơi. Nhưng mà nó một cái à. Cái kéo không phải cái kéo, cái mông chân. Cái mông chân mọi người ơi. Cái đĩa. Đúng rồi. Rồi. Trời ơi cái trò này chơi dơ quá mọi người ạ. Đây. Hồi nãy mọi người nói là trái bánh. Chính xác. Trái ớt. Đúng luôn. Hai cái đinh. Cái băng keo. Băng keo là tích đúng rồi. Rồi. Cái này là cái nĩa. Cái nĩa. Còn một cái nữa đâu rồi? Hai cái đinh nè chị. Hai cái đinh nè chị. À. Đâu rồi? Đây. Cái đinh. Bây giờ mình nhìn mặt mình biết ai chơi nhiệt tình hơn rồi nè. Ủa, hello, chào Noel.
Em thấy mặt em không biết là hiện tại hình dung mạo của em như thế nào. Ủa em không bị xấu hết hả chị? Không, em vẫn còn rất là xinh đẹp. Em cứ chờ đi, thổi hết rồi em đếm, em nói thôi à. Khán giả sẽ thấy em cống hiến với chương trình dữ lắm. Dạ quý vị coi nha, chương trình game này ai chơi mãnh liệt hơn người đó chiến thắng là người. Đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là Ali hồi nãy với lại Otis cũng đọc được những đồ vật này. Cái thời gian nó xích sao nhau một chút xíu thôi. Dạ. Nhưng chương trình có chấm thêm cái điểm gọi là nhiệt tình ạ. Dạ. Cho nên hôm nay với phần thử thách này thì ông già Noel Ali Hoàng Dương đã chiến thắng. Merry Christmas. Và chúng ta đã trải qua 6 thử thách của chương trình. Tuy nhiên là trong đó có một thử thách là các bạn cả hai đều thua luôn đúng không nè. Cho nên là chúng ta chỉ còn 5 thử thách mà thôi. Và Ali, bạn đã chiến thắng được 4 lượt. Wow. Và Otis chỉ chiến thắng được có 1 lượt mà thôi. Nhưng mà không sao, chương trình cũng có thể lật ngược tình thế bất kỳ lúc nào bởi ưu điểm may mắn của chương trình. Nào, xin mời ưu điểm. Và Ali chiến thắng coi như là 4 lần. Bây giờ bạn sẽ được chọn 4 con số để lật. Và con số đầu tiên đó chính là: em sinh ngày 14 tháng 9 năm 1996. Thì em xin phép lựa chọn những con số không có trong những ngày sinh của em. Đó chính là 8, 5, 2 và 3. Bây giờ mình lật từng ô một đi ha. Số đầu tiên là số 8. 8. Xin mời ạ. À. 30 giây. Còn số được xem à. Video 30 giây đúng không ạ? Đúng rồi. Số 5. Tiếp theo là số 5. Trời 30 ơi. Giây rồi. 1 phút rồi. Số 2 ạ. À. Hoang mang chưa? Rồi, tiếp theo ạ. Số 2. Trừ. Số 2. Trừ. Đỉnh mệt ạ. Chúc mừng anh. À, là nấu nước sôi đem đi trụng luôn hay em gì? Em tạt mọi người. Em tức quá đi. Tại sao mà cho có 60 giây xong trừ luôn vậy? Thì đâu biết đâu, đó là con số mà chọn mà. Chứ chương trình đâu có hay sắp quá. Đặt gì đâu. Hay quá. Còn bây giờ con số cuối nè, nhiều khi là cộng lại 180 giây thì sao? Còn một con số cuối cùng là con số 3. Con số cuối cùng nha, con số gì đây? Giờ số 3. Trời ơi, ta có 90 phút rồi mà 90 giây rồi mà bây giờ trừ hết 60 rồi. Có nghĩa là 30 giây thì coi được cái khúc mà giới thiệu nguyên liệu á. Dạ đúng rồi, có cái intro thôi. Đúng rồi, coi thôi. Coi được. Nhiều khi nghe được cái nhạc không chị? Không sao, có là được rồi. Có là được rồi, chứ bây giờ mà lỡ trừ 30 giây nữa là coi như là không còn một cái gì để coi luôn. Nope. Thôi có là được rồi nha. Ê, tự nhiên bây giờ em bóc ra cái số trừ 30 giây của Ali. Trừ 30 giây mà của Ali nữa. Ác dễ sợ luôn tích. À. Em lo cho thân của em đi Otis. Bây giờ còn 5 con số. Otis chỉ được chọn có một lần duy nhất thôi. Cho nên là cân nhắc thật là kỹ nha. Em thích số 7. Số em 7 chọn số 7. Vậy chọn số 7. Chắc chắn chưa? Dạ chắc. Có muốn đổi không? Dạ không. Nếu mà cái này ra trừ một cái là coi như không được coi gì luôn á. Dạ, không sao. Không sao đúng không? Coi nè. Rồi xin mời số 7 ạ. Đúng rồi, là chị nói rất là đúng luôn. Phút à. Cộng 60 giây à. Hay quá. Oh no. Chân rồi nè. Thế sao nãy giờ coi như là cái phần mà mình thử thách tụi này kia là mình thử sức với bản thân mình thôi. Cố gắng lần sau nha. Sao đâu, hôm nay tại bận áo mùa đông quá nè. Mày mốt bớt nghe chưa, mày mốt bớt nghe chưa. Chương trình thì tôi tham gia một mùa thôi. Không tham gia mùa 2 nữa. Không tham gia mùa 2 nữa. Không, mùa 2 không có mời.
Đúng rồi chị. Sao đâu, yên tâm đi mọi người ơi, lưu ý nha, mùa 2 đừng mời Ali nha. Con bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn. Không, mùa 2 không mời. Mọi người ơi, lưu ý nha, mùa 2 đừng mời Ali nha. Bây giờ hai căn bếp rất là rực rỡ của chúng ta, mọi người đã sẵn sàng vào bếp chưa ạ? Sẵn sàng. Thể hiện khí thế đi ạ. Thể hiện khí thế đi ạ. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Bên đây chơi cọc à? Dạ, bên đây chơi. Bên đây hai mình dạ. Chơi chung rồi. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Go. Và đây cả hai khách mời của chúng ta đã yên vị ở trong gian bếp rồi. Và anh đầu bếp Đinh Công Thắng cũng đã quay trở lại với chương trình. Anh Thắng ơi, hồi nãy giờ thấy là coi như là sức mà hai ngôi sao của chúng ta chơi, thì anh thấy là cái khả năng mà ai sẽ vượt qua được cái món ăn này? Em thấy trong hai người chơi ai cũng nhiệt huyết, nhiệt tình hết á. Em nghĩ là tất cả đều có thể vượt qua được hết. Trời ơi, một câu trả lời rất là dĩ hòa vi quý luôn đó. Hoa hậu đó. Câu trả lời của hoa hậu thân thiện đây mọi người. Thay đổi cái vương miện màu trắng chưa? Đó. Và đây Vi sẽ cho mọi người thấy đây là tiếng chuông của niềm tin và hy vọng. Khi mà có cái phần nào mà sẽ cảm thấy khó khăn quá, không biết là phải thực hiện như thế nào, thì cứ rung chuông lên, Vi sẽ xuất hiện. Và các bạn sẽ phải vượt qua một thử thách với Vi. Và nếu các bạn thắng thì sẽ được anh đầu bếp đến và hỗ trợ các bạn rung một luôn. Phút. Rung luôn. Rung luôn rồi nè. Có nghĩa là được một lần duy nhất thôi nha. Hết rồi. Rồi hết rồi đó. Coi như là Ali hết lượt rồi. Hết lượt. Thôi thôi. Em tưởng đâu là được giúp bớt luôn. Bớt tưởng với tượng nha Ly nha. Ok đó, ok. Nếu mà thắng thì sẽ được anh ấy hỗ trợ một phút. Nếu mà thua thì coi như là không được. Nhưng mà chúng ta sẽ được cá cược đội lên, thì coi như là giống như ngôi sao may mắn vậy đó. Nếu mà thắng thì được 2 phút, nhưng mà thua thì phải đi qua đội bạn và phải coi như là đội bạn kêu cái gì là phải làm cái đó, nhưng mà không có được phá. Phá là lại có thêm hình phạt. Nói chung là chương trình này á, cảm giác giống như nấu ăn là phụ mà phạt là chính vậy đó mọi người. Yeah. Nha, Ly, đừng buồn, bớt căng lại nè. Bớt căng lại nè, không sao, yên tâm. Hồi nãy thì Otis được xem tổng cộng là 60 giây. Và Ali được xem là 30 giây. Giới thiệu không à? Không có được thấy gì hết trơn. Cái là nhiều khi là đoạn nhạc luôn anh. Nó chỉ có cái nhạc tưng 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 lên là hết. Em mới quay tới cho anh chén dầu chiên cái hết. Thôi, biết đâu được. Biết đâu được lên quay cái là xem hết clip. Thời mà tới là cản không kịp đâu. Đúng vậy, em cống hiến quá mà. Cố lên, hy vọng là trời cao có mắt hả chị? Trời cao có mắt nha Ly nha. Và bây giờ thì sẽ là thời gian để các bạn xem clip của mình. Xin mời. Yeah. Lung linh, lấp lánh, kiêu sa là những gì mà bạn phải thốt lên khi đến với nhà hàng mua vàng The Warehouse. Đây chính là nơi tuyệt vời cho những buổi gặp mặt sau giờ làm căng thẳng. Nếu không gian tạo nên điểm nhấn thì hương vị thơm ngon hảo hạng tại mua vàng chắc chắn sẽ tạo nên cơn địa chấn bởi sự kết hợp hài hòa, tinh tế giữa ẩm thực Á và Âu. Nếu bạn đang tìm một nơi hoàn hảo cho cuối tuần trọn vẹn thì hãy mạnh dạn đến với mua vàng The Warehouse ngay thôi nào. Hãy mau mau lấy tập vở ra để ghi chép nào. Đầu tiên là nấu sôi 1,5 lít nước, rồi trụng xương sụn bò và móng đeo bò qua nước sôi trong vòng từ 3 đến 4 phút cho sạch nhé. Thêm một chút muối để nước hầm xương ngon ngọt và trong hơn. Bây giờ thì vớt xương bò ra rồi rửa sạch lại một lần nữa nào. Bột trái thơm hả? Anh đầu bếp mách nhỏ là cho thơm vào nồi nước hầm sẽ khiến cho thịt bò nhăn mềm đó nha. Anh đầu bếp tiếp tục nấu 3 lít nước, rồi anh cho quế cây, thảo quả và thơm chắc lát vào. Bỏ xương sụn và móng đeo bò vào hầm trong 35 đến 40 phút. Vớt quế cây, thảo quả, trái thơm ra ngoài, chỉ để lại nước dùng và xương sụn bò, móng đeo bò thôi. Sau khi mà nấu xong nước hầm, mình bắt tay vào phần quan trọng nhất, đó chính là pha sốt. Đối với cái món lẩu xương sụn bò sốt Tứ Xuyên này thì 60% các gia vị đều là những gia vị đậm chất Tứ Xuyên Trung Quốc. Đầu bếp chỉ hướng dẫn một lần thôi đó nha. Ai mà không tập trung là đầu bếp sẽ không nói lại lần nữa đâu đó. Cân đo chính xác 15 gram muối, 15 gram hạt nêm, 25 gram đường, 50 gram dầu hoa tiêu, trộn đều lên để tạo thành hỗn hợp sốt. Sau khi đã cho 2 lít nước dùng vào nồi rồi, hãy thêm sốt vừa pha vào nữa.
tiếp đến là pass số tứ xuyên vào, và cuối cùng là cơm rượu trắng để hương vị càng thêm nồng nàn. Cho xương sụn bò vào hầm tiếp. Thả lần lượt hạt tàu xì, hạt ngò, lá nguyệt quế, đinh hương, ớt khô vào hầm chúng nữa. Chỉ còn chờ đợi một chút nữa thôi là món lẩu đã sắp hoàn thiện rồi. Ây da, thèm quá. Trong khi hầm lẩu với các gia vị, hãy cùng chuẩn bị các nguyên liệu để ăn kèm món lẩu này nhé. Trộn mì tươi tự làm trong nước sôi, nhớ là thêm chút dầu để sợi mì không bị dính các bạn nhé. Sau đó cắt nấm hải sản nè, nấm kim châm và nấm đông cô nữa. Món lẩu này sẽ ăn kèm cùng với rau cải bẻ xanh và cải cúc, đảm bảo là thanh mát, tươi không cần tưới đó nha. Topping nhúng lẩu thì cứ phải gọi là ngập tràn luôn. Chả cá xoăn nè, chả cá đỏ, thành cua Nhật, đậu hũ phô mai và các loại tôm cá viên nữa. Ha, chưa đâu, còn gù bò hảo hạng nữa. Tỷ lệ mỡ nạc đang xen hoàn hảo, cắt mỏng để nhúng lẩu thì còn gì bằng. Nước lẩu thì ngọt thanh, thơm mùi xương bò, thịt gù bò thì mềm mịn. Một gấp là say đắm, hai nhúng là đắm say, ba húp nữa là ngất ngay. Đúng là một nồi lẩu ngon bùng cháy đúng không? Giờ thì thạch xào nấu được đó. Một trái thơm hả? Anh đầu bếp mách nhỏ là cho thơm vào nồi nước hầm sẽ khiến cho thịt bò nhanh mềm đó nha. Anh đầu bếp tiếp tục nấu 3 lít nước rồi... What? Trời ơi, thôi. Coi tới khúc nào vậy? Anh đầu bếp nấu 3 lít nước xong thôi à? Rồi nấu nước sôi bán hay gì mà nấu lẩu là sao? Là chỉ được coi tới khúc chị mà... Vy ơi, cứu em. Ủa, đâu có thấy cái khúc mà bỏ gì vô nè. Trời ơi, cái luộc thịt đó thì chắc chắn phải ai cũng luộc rồi. Cái đoạn mà cần nấu thì không có cho người ta coi, cho cái đoạn luộc thịt. Đầu nhất đó chính là pha sốt. Em đã coi xong rồi, nhưng mà tại sao em tưởng là 60 giây là hết luôn chứ sao tự nhiên tới đây là nó dừng lại chị, cái tới cái phần nước sốt nó. Ủa, clip của người ta là 3 phút. À. Thì hồi nãy mình chơi mình thắng đi. Dạ, dạ. Được mở nhiều ô đi. Dạ. Nha, nha. Nào chúng ta hãy cùng bắt tay vào và nấu món lẩu xương sụn bò sốt tứ xuyên. À. Yeah. Mình là mình nấu ăn là phải rửa tay trước nha Ali ơi. Đúng rồi. Đó. Nấu ăn á là mình phải vui vẻ nha Ali nha. Em để mình mà. Đem cái tình cảm của mình vô món ăn nha. Em vui mà. Nấu ăn mà mặt căng như dây đàn vậy đó. Em vui, em hạnh phúc lắm. Cái khâu này là chắc em nghĩ là cái khâu hầm xương là quan trọng nhất anh hả? Khâu hầm xương là quan trọng nhất. Tại vì trong xương có tiết ra vị là umami. Dạ. Umami là phần mà mình được gọi tóm tắt là axit amin có trong protein. Dạ. Dạ. Nhưng mà thông thường á, em thấy á, người ta hay kiểu giống như là có nhiều người thì là người ta lại chú trọng đến cái phần nước chấm. Quan niệm như chị vừa nói á, thì đó là quan niệm ở bên Hàn Quốc và Nhật Bản. À. Còn ở Việt Nam mình và Trung Quốc á, thì thiên về nước lẩu và hương liệu hơn. Nước chấm chỉ là phần phụ thôi. Có nghĩa là quan trọng là mình húp cái nước lẩu vô một cái là mình phải kiểu trời ơi, ngon quá. Còn mình nước chấm là chỉ hương hoa chút thôi. Hương hoa anh? Chút thôi là. Dạ. Hình như là nước sôi xong mới bỏ thịt vô phải không ta? Bỏ vô luôn anh à. Nước sôi hầm thì mình bỏ nước lửa nhỏ thôi đúng không anh? Thấy chưa, quá ô tích, quá thông minh. Ali vẫn đang lay hoay với chuyện bỏ nước vào nồi lẩu. Có nãy là nói hình như là 3 lít nước thì phải. Từ đó tới giờ là cả hai bạn chưa ai nấu lẩu luôn á hả? Không bao giờ nấu luôn á chị. Không bao giờ nấu luôn. Ở siêu thị bán cái gói á, xong rồi về bỏ vô thôi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ biết được để có được cái gói nước lẩu đó phải qua những công đoạn gì. Thiệt luôn á, làm đầu bếp không hề dễ dàng một xíu nào nha. Đúng rồi. Đam mê dữ lắm á. Nhưng mà sao ngày hôm nay là cả hai sẽ biết nấu lẩu và về trổ tài ra liền. Thiệt sự luôn á, nếu được nha, nếu được em cảm ơn anh thắng nhiều luôn á, đã chỉ cho em. Còn nếu mà không được á thì em giận chương trình. Giận chương trình? Tại vì cho em coi có 30 giây à, sao em biết được? Không, nó phải đổ thừa là tại bản thân mình chứ bộ. Chương trình cho coi nhiều, nhưng mà tại vì bản thân mình á, có nghĩa là
xui xẻo quá. Không phải gọi là xui xẻo, gọi là cái khả năng tiềm ẩn của mình á, nó không có được nổi trội cho lắm, cho nên bóc trúng những cái con số mà hơi thiếu may mắn một tẹo. Ôi chuyên nghiệp quá luôn nè. Ủa tiếc hồi đó giờ có bao giờ nấu xương rồi hầm rồi này kia chưa? Ở nhà bình thường là em hay rất hay, em thích ăn canh súp lắm, em hay nấu rất là hầm xương. Là cũng hay hầm xương rồi dạ, đúng không? Hay hầm xương. Coi như là cái bước đầu tiên dạ, thấy hơi đúng. Vô tủ rồi đó là mình qua được khúc này á chị. Ê, hầm xương mình có đầy nắp là ông ta để cũng được mà đúng không chị? Chị không biết nấu ăn. Chị không biết nấu ăn. Thiệt luôn hả? Thôi trong lúc chờ sôi thì em sẽ đi gọt cái này ra. Đó mình qua mình nghía nghía thôi nha anh, mình đừng có chỉ. Tại vì người ta không có thích mình chỉ đâu, người ta muốn tự lực cánh sinh. Ôi quá trời gia vị luôn. Wow. Hôm nay em cũng coi được cái đoạn cắt thơm nè. Ủa mà đố Ali luôn, cắt thơm để làm gì? Em biết nè. Rồi. Cái thơm này nó sẽ giúp cho cái thịt bò nó nhanh chín hơn. Đúng không anh? Gần đúng. Gần đúng là không đúng đó. Là còn một chút xíu nữa thôi là đúng đó. Còn đúng là con tính nó xạo quá chị. Sao em để chị cực vậy? Em để xuống đâu sao em cắt luôn. Em thích cực gì được. Làm thế nào để mình biết là xương đã được chưa anh? Tính từ lúc mà nước sôi thì sẽ là khoảng 35 đến 40 phút. Tức là nó xương đã mềm rồi. Dạ. Thì trong giai đoạn đó là mình phải chuẩn bị hết tất cả những cái nguyên vật liệu để một lát khi mà xương hầm xong là mình bỏ vô thôi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Trong lúc mà mình đang hầm nước lèo á thì lúc đó mình sẽ sơ chế thịt, rau củ và hải sản. Đó bây giờ là sơ chế thịt, rau củ, hải sản rồi này kia luôn nha. Trời ơi Tít ơi, hồi nãy giờ thôi chỉ mới công đoạn cắt thơm thôi đó hả? Đây là lần đầu tiên em gọt thơm đúng không chị? Để ngang luôn. Ừ đó. Ừ. Để ngang luôn lẹ hơn. Hay quá chị. Trời đất ơi, tôi tức. Để mà bỏ thơm vô nước lèo. Trời ơi, chơi bớt nhát lén đi trời. Không có nhát gì hết á. Hình như là nhà em nghe nói ở đâu có một cái sự gì đó trong đầu của em thì nó lập luận vậy á chị. Đó. Ông bà kêu là bỏ thơm vô đi con. Đúng rồi. Đó. Bỏ thơm vô nè con. Đó, bên kia có nghe ông bà bên đây nhắc không? Ủa thiệt luôn hả? Thiệt. Ông bà nhắc cho hàng xóm nghe luôn à. Trời nói thiệt luôn á mọi người. Chưa bao giờ mà chương trình nào mà thấy hả, coi như là không mệt vì người chơi mà hôm nay mệt vì đầu bếp nha. Ổng cứ me me mình, ổng đi qua đây ổng chỉ hoài luôn á. Yêu cầu là có một cái sợi dây trói chân anh đầu bếp vô cái ghế. Nó chưa sôi mà bỏ vô luôn. Trời anh nhắc kìa. Đó. Mình đã có thêm một bí quyết là bỏ thơm vô trong thịt đang hầm thì sẽ được mềm nhanh hơn. Lên đây xoay vòng xoay chơi. Xoay vòng xoay hả? Ủa, bắt buộc luôn, không có được lựa chọn đâu. Lẹ lên nè, biết đâu xoay vô được cái ô mà coi được hết. May mắn đúng không ạ? Đúng rồi, vô. Bây giờ tiếp theo là sẽ bỏ cái này vô đây cho nó thơm. Đúng rồi. Anh đầu bếp. Không, cái này clip chị. Em nhớ clip. Trời ơi, chỉ một chút xíu nữa thôi là được xem hết clip món ăn rồi. Trời đi ơi. Qua rửa chén giúp đối thủ. Trời ơi, đang nấu bên kia mà còn rửa chén giúp đối thủ. Vô rửa chén đi. Cái thớt này nãy giờ đó, rửa cái thớt này trước cho em. Mà hên đó là bây giờ vẫn còn thời gian đầu tiên cho nên chưa có nhiều đồ dơ á. Sao quạo vậy nè? Đâu giờ tới em xoay chứ gì hả? Muốn xoay luôn phải không? Cho luôn. Đó. Vừa nấu ăn vừa nắm tay MC. Cái này là lời của anh. Ừ, là coi như là được có hả, nấu một tay thôi đó. Nhưng mà trong vòng bao lâu rồi chị? Một phút. Ok. Rửa xong rồi. Ủa, nhưng mà bây giờ tới cái gì ta? Để em nhớ lại coi nha. Bây giờ chờ cái này sôi lên. Xong rồi bây giờ mình sẽ chờ sôi lên xong rồi. Nếu mà cái này sôi lên xong rồi lấy cái này đem đi rửa. Đem rửa xong cất qua một bên. Cắt mấy cái này nè. Đó. Cắt cái này ba. Đúng rồi. Ai biểu quay chung cái đó. Không giờ trang trí rau rồi này kia sẵn luôn đi. Ok. Bây giờ mình sẽ đi rửa rau. Mình vớt cái bọt này ra. Năm tay nhau trên đường tung tăng với ca ngày tháng. Hay quá ta. Vì mai mốt mà có bạn gái á, xong rồi nói là em ơi đó, để anh nắm tay em anh nấu ăn. Được. Trời. Night.
Để anh nắm tay em anh nấu ăn. Nó là bị khùng á Tích. Không, lãng mạn mà anh, lãng mạn mà anh. Ta đang lãng mạn. Ta đang lãng mạn. Đó là lãng luôn á chứ không có lãng mạn gì đó. Người ta đang khúc này tình cảm phim Hàn Quốc. Dẹp dẹp đi. Tự nhiên cái nắm tay, cái một tay nắm chân rồi một tay nấu. Anh ơi, em muốn em ăn sao? Cái này. Em muốn ăn cái gì? Có kìa, có kìa, có kìa, có kìa, có kìa. Trời đất ơi. Sao, cái tỷ cái gì? Cái tỷ đúng không? Thôi 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 thôi. Chỉ còn 10 giây thôi, trời ơi, tiếc nuối quá nè. Chắc 10 giây hết rồi, chưa qua nhanh thôi. Buồn quá à. Ước gì quay lại khoảnh khắc như hồi nãy nữa ha. Dẹp dẹp đi. Lát quay tiếp nha, lát quay tiếp rồi hết giờ rồi cưng. Trời ơi. Tôi xin á. Anh Thắng ơi, anh qua đứng với em nè. Mình không chỉ có được xem chỉ thôi. Anh Thắng là nhất là nhỏ nhẹ, mình chỉ xem thôi. Nhắc ý cho mọi người là trước tiên là mình bỏ mấy cái gia vị thơm vô như là quế, hồi là mình khử mùi bò. Cái này là gì trời? Cốt bào ngư. Cái này nhìn ngon, bỏ nhiều chứ. Đúng rồi. Chắc không đều luôn. Ok, cái này là chắc thái cho nó. Đúng rồi, thái xéo. Thì sao anh? Đúng rồi, mình để ngang vậy đó. Đó, đó, đúng rồi, đúng rồi. Chị nghĩ là lát cây chả cá thì chắc cần cắt phân nửa thôi là được rồi. Dạ. Ủa em nó lên mùi lắm rồi đó. Nhưng mà sai rồi, anh phải rửa cái thịt bò chứ. Bò gì? Đúng không anh? Đúng rồi. Phải vớt thịt bò ra rửa. Đâu biết đâu. Thì lát cái công đoạn nào mà khó quá thì rung chuông kêu ảnh vô anh ơi, nhưng chỉ. Mà tới em đổ hết gia vị vô rồi, anh ơi giúp em. Đây đây, xuất hiện luôn rồi nè. Chơi thử thách. Thử thách gì vậy? Thử thách bây giờ có đặt cược không? Cược luôn phải không? Vậy đã dạ. Đoán lên đi. Rồi, xin mời thử thách của Ali ạ. Bánh xèo, bánh bèo và bánh ú. 2, 3. Bánh ú, bánh xèo, bánh bèo. Xèo, bèo, ú. Ú, xèo, bèo. Bèo, bèo, ú, ú, xèo. Bèo, bèo, ú, ú, xèo. Xèo, xèo, bèo, ú, xèo, bèo. Đúng rồi. Bậy. Xèo xèo. Ú. Xèo bèo. Nè đứng đứng vô đây đợi mặt. Dạ. Có mặt nào một lần cuối cùng nữa nha. Hồi nãy là hơi lụp chụp rồi nha. Ú bèo xèo ú bèo 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 xèo ú. Cái gì đọc chị còn dấp được. Mà em làm được hả chị Huy? Lại nè. Lại nghe. Ú xèo bèo ú ú bèo xèo xèo ú. Tiền đó hả? Đúng. Ú xèo bèo xèo bèo ú ú. Lại ra. Ok. Bèo bèo ú ú xèo bèo ú. Bèo bèo ú ú xèo bèo ú. Đúng rồi. Hai được rồi. Anh hãy trợ giúp Ali 2 phút ạ. Dạ giúp em nha. Bắt đầu. Cứu em, cứu em. Nhưng mà mình cũng vô để hỏi ảnh rồi này kia để. Dạ đúng rồi, em cắt này đúng chưa? Còn cắt cái miếng thịt gì đâu mà dày, ơi là dày. Cho đi nấu nhà hàng là hả, hao tốn lắm luôn á. Trời ơi, cái miếng thịt dày, ơi là dày. Để coi bên đây cắt cái miếng thịt sao đây. Mỏng thôi nha. Mỏng y như hồi nãy mình ăn đó. Đây, 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 đây. Hơi dày, hơi kệ. Vẫn dày hả chị? Hơi kệ đi. Thấy dày không? Thôi chị cũng không biết là giờ thêm mà mỏng làm sao đâu. Cắt mỏng là hình như phải có máy á. Không, vẫn... Người ta vẫn cắt bằng dao á chị. Anh ơi, được cái nó cũng kỳ á. Không. Thử rồi hả? Dạ. Tao cho thử với. Ừ, nó lạc lẽo dễ sợ. Thật ra mọi người thấy có một cái điều gì đặc biệt không? Là có một cái cân. Đó, có một cái cân ở trên đây của mọi người. Tại vì cái món này là phải chính xác từng gia vị, giống như là từng gram nhỏ từng xíu luôn đúng xíu, không đúng anh? Rồi. Đó là phải chính xác luôn. Nhưng mà xui một cái là cả hai người chơi của chúng ta không ai coi được đến cái khúc đó trơn á. Cho nên là giờ cái cân là để chân luôn. Đó. Bây giờ là mình cứ làm theo tổ tiên mách bảo thôi nha. Chứ bây giờ là không, chương trình không bảo nổi nữa rồi. Thằng chim nó ủa cái cân để đó làm gì trời. Anh ơi, anh còn giúp được 5 giây nữa đó. 5 giây anh ơi, 5 giây. 5 5 anh ơi. 4. Có 5 thôi, 5, 3, 5 2 5 1 5. Hết giờ, rồi về anh ơi.
Trời ơi, mình giúp cái công đoạn quan trọng nhất rồi còn gì nữa. Cảm ơn anh, cảm ơn anh Thắng nhiều ạ. Đó. Ali vừa nấu vừa hát bài đi. Ali có bài nào mới ra không? Quá trời bài mới luôn á. Thì giờ hát đi. Hát bài gì đó? Bài gì mà muốn hát á? Chẳng cần ai cho phép, vì anh vẫn biết mình làm anh ghép. Dù em luôn nói rằng em rất khó, thì anh vẫn thấy trong mắt em luôn có anh, luôn có anh. Mà chỉ cần em cho phép, đừng chờ thêm nữa, mình yêu nhau nhé. Đó, đó một bài. Một bài vừa ra mắt đó chị. Bài mà nó phải gì? Có nó có nhạc ở trong đó. Anh muốn xăm tên em. Anh nó phải muốn có xăm nhạc. Tên em. Yeah. Nhạc trong đó là Latin nó tực. Nhảy đúng rồi, nhảy rồi. Làm trời ơi, trời cái này mà hả, biết sớm là cho mở nhạc luôn. Là Ali là vừa nhảy vừa coi như là múa chảo này kia, là vừa hát luôn á. Là tí nữa không ai dám ăn luôn đó. Nha. Là hả, coi như là sung luôn. Ô tết công nhận nấu ăn bình tĩnh ghê luôn á. Thôi giờ lên xay đi. Lên xay đi. Lên xay. Ừ. Trời có bộ bạn này thích xay lắm nè. Đó. Xay nha. Thôi em thôi thiệt luôn á. Thôi em có thử luôn á mọi người ơi. Ali ơi, có phim tình cảm tiếp không? Quá mệt. Quá mệt rồi. Tôi quá mệt với cái sự đó rồi. Ôi nhưng mà bây giờ anh ơi, bây giờ mình làm gì vậy anh? Bây giờ em muốn làm cái gì nè? Em không biết làm gì hết. Em không biết làm gì hết hả? Dạ. Em cứ đứng đây ngắm anh là được rồi. Dạ. Mắc ói quá, mắc ói quá. Ủa mắc cười. Em ơi, mình qua đây mình coi thịt nó chín chưa nha. Dạ. Chín đi, nấu luôn hai cái bàn tay đó vô trong cái nồi thịt luôn đi. Em... trời ơi thơm quá anh ơi. Em thấy thơm không? Thơm ạ. Có cả mùi tình yêu của anh nữa đó. Trời ơi. Khánh tỷ kệ đi em. Đúng rồi. Anh ơi em thích ăn nhiều nấm kim châm. Em thích ăn nhiều nấm kim châm hả? Dạ. Ủa vậy là bây giờ em đang phá anh hay em đang giúp anh vậy? Không, thật ra thì anh cũng không biết nữa. Nhưng mà anh cảm thấy bây giờ anh nghĩ rằng là một phút đã trôi qua rồi đó. Hay là em vẫn thích nắm tay anh? Vậy là ý anh là anh không cần em hả? Không phải anh rất cần em, nhưng mà em ở đây thì anh lại bối rối. Tay anh lại run quá, anh không cầm dao được. Em nghĩ á là ở nhà người ta mắc ói lắm á. Khán giả mà đang coi đoạn này thấy mắc ói lắm á. Chứ thôi đừng cố gắng nữa nha. Không, anh nghĩ là qua đây. Để à hết em. Giờ rồi anh. Rồi. Đó, phủi tay đi rồi. Anh Ly lên đây quay đi anh Ly. Đi lên đây quay. Quay nữa hả? Quay đi. Từ từ cho em trang trí nốt coi. Lên đây quay. Cái miệng em nghiệp quá. Ừ, nghiệp miệng, này nha. Nghiệp từ miệng mà ra nè. Em nghiệp là coi như em quay toàn cái gì không nè. Đó nè, để coi nè. Nghiệp từ miệng mà ra nè. Hỏi đầu bếp hai câu. Anh ơi, Ali hỏi hai câu kề tiếp. Hỏi cái gì nghe luôn dạ, đi. Dạ, dạ, mình đây, tranh thủ. Anh ơi, trời ơi, cuối cùng em cũng được trời thương em rồi. Bây giờ là em có phải bỏ rau vô hay là chỉ là trang trí thôi? Thường mình đi ăn lẩu ở ngoài á, rau hay là topping đều để riêng hết trơn á. Không ai bỏ em chung bỏ vô chung luôn rồi. Em bỏ bán luôn trong đó rồi, chết rồi. Thì đây là một điểm trừ rồi đó. Bây giờ cái thịt bò này thì em xếp trang trí rồi đúng không anh? Ích kỷ quá à. Hỏi to lên. Nghe đó, bên đó cũng nghe đó chị Vy. Nghe hỏi hết to đó. Hỏi to lên. Bò này mình trang trí đúng không anh? Cái này là xong rồi đúng không? Nói nghe nè. Dạ. Hai cái câu hỏi đó thiệt tình đó là. Hỏi gì ủa, chị? Ủa mấy cái topping này mình có bỏ vô luôn không? Ủa cái đó hồi nãy người ta biết mà. Thiệt á. Sao nghe á? Nghe hỏi mà tức luôn á. Xong rồi hỏi gì nữa biết không? Vậy rau này có bỏ vô luôn không? Hỏi hai câu rồi. Thiệt phí gì ha? Cảm thấy rất là phí cái lúc mà lên quay cái đó luôn á. Kệ em đi. Em hỏi gì kệ em. Rồi, gắt thịt bò lên. À, thịt bò là để nhúng đó. Đúng rồi, trời ơi. Nhưng mà nói thiệt là chưa gì là thấy bên phần Otis là ngon hơn rồi đó. Rồi mình sẽ cân. Giờ em quay, giả bộ em quay vô luôn à. Rồi em hỏi anh á. À là tự ra quay luôn. Rồi, đọc kỹ gồm những rồi, cái gì 1, nha. Rồi, 1, 2, 3. Ôi, trời ơi, quay cho đàng hoàng. Quay cho đàng hoàng. Dạ. Giờ quay cho nha. Rồi. Quay cho nha. Hãy tin tưởng vào đôi tay này. Ok. Nắm tay. Thì thầm vào tay đối thủ 1 phút. Trời ơi. Còn phải qua nói 1 phút lận á. Trời, 1 phút lận.
thà được nắm tay MC còn hơn á. Trời ơi, không lẽ nó nắm tay MC chỉ hơn cái đó thôi hả? Dạ. Chỉ hơn cái đó không, thôi là, hả? Ý là mong muốn từ nay về sau tôi qua bên này luôn. Đúng rồi chị Vy. Đó. Rồi bây giờ sao? Rồi bây giờ qua đây thì thầm một phút vô lỗ tai. Thôi bớt thì đi, thấy ghê quá đi. Nấu gì mà thấy ghê quá vậy mà. Phải nấu lỗ tai cho người ta nói chứ. Đúng rồi. Đó. Thời gian đang trôi qua nha. Trời ơi cái gì vậy? Vui vẫn còn 4, vẫn còn 4 mấy giây. Đó đổi tay đi qua bên tay kia. Làm này làm kia nè. Đó. Mà quan trọng nói xong là phải dịch ra cho bằng được nha. Nói này nói kia nè. À đi bị khùng. Còn tiếp thì thầm liên tục liên tục. Tôi muốn nắm tay MC hơn là đứng đây. Ok, qua nó nắm. Để đó. Còn 10 giây. Nói đủ 10 giây không được ngắt quãng. Phải nói gì cho đối thủ suy sụp tinh thần vô. Không biết nói gì luôn. Rồi đi về, đi về. Trời đất ơi, đi về. Ok. Anh ơi, thử bây giờ nếu mà MC là người chơi mà MC quay, coi MC quay được ô gì nha. Thì thầm người ta đối thủ, nhưng mình không có ai là đối thủ hết, mình quay lại vô. Ủa cái này là gì vậy ta? À cái này là tùy MC quyết định, mà mình là MC rồi cho nên mình cũng không biết quyết định luôn. À nhưng mình được quyền nắm tay. Nắm tay không? Tự quyết định luôn, hồi nãy Vy quay được vô ô nắm tay. Ok. Chị đang múc ra một xíu. Đúng rồi. Nhiều khi hai chị em mình nắm tay nhau á. Hai chị em mình nắm tay nhau. Hai này mình nắm tay nhau á. Đôi ta. Hai đôi ta nắm tay nhau á. Hai đôi ta. mắc ỏi quá. Đôi ta nắm tay nhau. Xong rồi có anh đạo diễn nào đó thấy đôi ta hợp quá. Phản ứng hóa học. Xong ghét đôi ta vào một bộ phim nào đó. Wow. Đó. Không có đâu. Trời ơi coi ánh mắt kìa. Mắt ganh tị. Trời ganh tị. Thả lỏng đi, đừng có gồng quá nè. Rồi. Nếu tôi là đạo diễn là cái cặp này là tôi cho loại từ sớm rồi. Tại sao vậy? Mới đi vô casting thôi là tôi đã thấy khó ưa, tôi cho đi về liền. Bởi vì đâu được làm đạo diễn đâu, đạo diễn gì đâu mà hằng học. Hiềm khích quá. Anh à, mình qua đây, gia đình mình bên đây. Bên đó rồi người ta hay nói là hàng xóm khó tính. Ali nè, thấy chưa, Vy công bằng chưa, bên đây rồi. Kiên quyết không bỏ tay Vy ra. Chi mà cho khổ không. À hồi nãy giờ quên bấm giờ rồi. Bây giờ mới rồi. Bấm nè, cho nên là mình được lời. Yêu nhau chứ đâu phải đọa nhau. Mà nấu ăn phải nắm tay nắm chân. Có lẩu này là có chất chứa tình yêu nè. Lẩu gì vậy? Lẩu uyên ương. Lẩu cực hình hả? Lẩu cực hình hả? Nấu một ngón, một bàn. Lẩu uyên ương. Nhìn là thấy không chịu được rồi. Cái lẩu này là một trong hai cái thành phần trong lẩu uyên ương. Đó, thấy chưa? Coi như là mình đang là một cái thành phần chính trong đó rồi đó. Ali biết là Ali nấu lẩu gì không? Lẩu cô đơn lẻ loi. Lẩu cô đơn nha mọi người. Bên Ali là lẩu cô đơn nha quý vị. Anh có thấy bàn tay em phiền phức không? Không, anh cảm thấy nhờ có bàn tay em mà anh nấu ngon hơn. Dạ anh nắm đi. Không biết mọi người ở nhà có mắc ói không, tôi mắc ói lắm rồi đó. Kỳ, ta đang nấu lẩu uyên ương. Thôi hết giờ rồi, anh tạm xa em ra đi. Để em ra em quay tiếp, em gán vô ô của anh nha. Ok. Ali quay không Ali? Không quay nữa nha, sắp xong rồi. Không, bên đây nấu bài bản lắm nè. Em thấy ngon rồi đó. Giờ Ali chỉ đợi thôi, tại vì Ali xong, Ali trang trí xong hết rồi. Mọi người thấy không? Thôi vậy ra chơi đi. Chơi gì nữa? Sai nè, chơi còn tiếp hả? Biết đâu là quay vô cái ô là làm lại từ đầu. Cái chơi này là phiền phức lắm nè. Thì thầm vào tay đối thủ một phút. Trời, thử thách gì mà nó mệt mỏi thiệt luôn á. Bạn ơi, cho mình thì thầm một phút bạn ơi. Dạ. Thì thầm đi. Bạn ơi, đổ nó vô sọt rác đi. Mình đổ ra vô mặt bạn. Đổ nó vô sọt rác đi. Hả? Đổ nó vô sọt rác đi. Chi vậy bạn? Để làm cái gì? Thì thầm vô lỗ tai chứ phải vô cái cổ. Em cảm giác như em đang nấu ăn mà có cái ác quỷ xuất hiện á. Xong rồi kêu em đi làm mệnh bả chị. Còn thấy thiên thần người ta đứng bên kia không? À,
rồi. Thì thầm đi. Rửa đi, lấy cái nước đó rửa mặt đi. Lấy cái nước rửa thịt rửa mặt đi. Nghe tôi nói nè, lấy cái nước rửa thịt rửa cái mặt của mình đi. Vô em diễn theo luôn nha, em bị ác quỷ xâm lấn. Lấy cái nước đó rửa mặt đi, hiểu chưa? Đó, không được, không được. Ai nói với tôi vậy? Ai là cái chỗ đó? Đi. Không được, không được, tôi phải vượt qua được. Ừ, vượt đi, ráng vượt đi. Ai khủng quá vậy? Về, về, về. Quất đi. Về, về, về. Xôi rồi, xôi rồi. Bà đã xôi từ 10 tiếng trước rồi chị ạ. Thôi nãy giờ xôi hoài luôn á. Mình tốn nhiều thời gian á, cho nên là Ali đã bỏ luôn nấm vào trước. Để cho cái sự chín nó chín sẵn đi. Tí nữa mình đem ra là mình ăn được luôn. Thì đó là một trong những cái sự chuẩn bị rất chu đáo của Ali. Ali nghĩ là chúng ta không cần phải đem ra ngoài kia xong mới chủng. Nó tốn rất nhiều thời gian. Và thời gian là vàng là bạc mọi người ạ. Khi mà Ali làm như vậy, Ali nghĩ cho mọi người rất nhiều. Nghĩa là Ali đã tính hết rồi. Ali tính hết đó. Nên mọi người phải hiểu được rằng đó, một cái nồi lẩu như vậy nó chất chứa rất là nhiều những cái sự tính toán, tình cảm của Ali. Cân đo đong đếm từng cái muỗng gia vị để có được một nồi lẩu tứ xuyên, sườn, sụn, sốt. Bài thuyết trình của Ali đến đây xin hết ạ. Lêu lêu bạn như bạn. Nhanh lên, nhanh lên. Vậy rồi, vậy rồi, vậy rồi. Xong rồi, nhanh xong lên rồi. Nha. Không có phải là tụi mình có một cái chút phản ứng hóa học với nhau xong rồi thả lời lề mề trễ nải đâu nha. Bây giờ đảo đều mi. Cái nước lẩu người ta rất đậm đà, để thử nè. Vi hứng cho sợ nhiễu. Ừ. Ok, ngon mà. Sao để thử lại rồi. Có ai mà tự nấu mà nói mình nấu dở đâu em. Nếm nếm lại lần nữa là ok. Ủa, có nghĩa là lúc mà mình ăn á là mình phải vớt dầu đó hả? Né cái dầu ra. Ủa vậy bỏ dầu vô chi mà né? Do you know tứ xuyên mà tứ xuyên nó nhiều dầu, nó là signature. Em nghĩ em còn xong 5 phút nữa là hết giờ rồi nha mọi người. Rồi xong. Anh mà không lẹ lên là em chịu anh thua đó. Rồi. Thua lạnh à. Có lẽ là anh xong rồi. Nhưng mà anh yên tâm đi, em chưa thấy anh xong thì em chưa cho thời gian kết thúc đâu. Trời má ơi. Trời ơi là trời. Hình như là chương trình này là chương trình hẹn hò chứ không phải chương trình nấu ăn nha mọi người. Ủa, đây là căn bếp tình yêu. Sau cái ngày hôm nay là chương trình này sẽ đổi là gian bếp yêu thương, hay là căn bếp tình yêu, hay là nơi tình yêu bắt đầu chẳng hạn. Ok, ok, được hết á. Rồi, xong rồi, các làm rồi nữa hả anh? Anh nhắm là còn mấy phút nữa anh xong. Bên đây khoảng... Anh nhắm là còn mấy phút nữa anh xong. 5 phút nữa. 5 phút nữa là hết giờ nha mọi người. Trời đất ơi luôn á. Mọi người hiểu ai thắng rồi đó. Ủa, mắc cười quá. Cái người mà chấm điểm đâu phải là tôi đâu, là anh đầu bếp chứ bộ. Làm sao mà tính điểm xà nẹo được. Chị mua chuột anh đầu bếp để chấm điểm cho chồng của chị. Thôi, thôi thôi. Chỉ trong một cái chương trình thôi mà có lên lên có chồng luôn. Rồi không, mà em yên tâm đi, chị chưa có chồng. Thiệt không? Kính thưa quý vị, hôm nay thì hai khách mời của chúng ta họ đã cố gắng hết mình trong gian bếp và chúng ta sẽ cùng thưởng thức món ăn của họ nha. Nào, hãy cùng lên món. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là món lẩu tình yêu xuất lẩu phát cô đơn. Lẩu cô đơn tấm nha. Chân tình của Ali dành cho mọi người. Lẩu này ăn vô là chia tay luôn nha, trong lần hẹn hò đầu tiên nha. Chứ mọi người cũng đủ biết là đây là sự chu đáo của Ali khi mà làm ra được một cái nồi lẩu mà từ một cái người mà chưa bao giờ nấu ăn, thì nó cũng là một trong những cái sự cố gắng của Ali rất là nhiều rồi. Dù sao đi chăng nữa thì như mọi người thấy sự đẹp đẽ này, mọi người cũng hiểu là Ali là một người rất là thích đẹp á. Nhưng mà thật ra là Vi lại nghĩ là lúc đó rảnh quá không biết làm gì thì giờ chỉ có trang trí thôi chứ làm gì giờ. Đúng không? Thời gian lúc đó còn gần phân nửa luôn.
một món ăn một tiếng mới xong mà anh nấu trong vòng có 10 phút thôi. Là hiểu là sao rồi đó. Nắm là Ali chu đáo đó, Ali sợ mọi người chờ đợi á, mọi người chờ đợi cho nên Ali phải bỏ nắm vô trước. Đó, nó sẽ rất là thấm thía trong đó. À mình nhúng bò nữa nè mọi người, trời ơi. Cái miếng bò mà dày ơi là dày. Dày y như là Ali lo cho mọi người ăn bò mỏng mà mọi người chê đó. Nó lạc. Ủa? Nó ngon hơn cái của em luôn á. Thấy chưa mọi người? Ngon cái gì mà ngon? Ngon ngon. Mình phải tự tin như cái của mình chứ. Không, cái của em là theo kiểu không thấy mà cái của Ali ngon nha. Buồn quá. Không nhưng mà ngon mà sẽ thấy em ăn thấy ok ta. Ok mà. Bớt đi. Mệt ghê. Bớt lại đi. Chỉ là nó không có đúng với cái kiểu lẩu tứ xuyên này nha, lẩu Việt Nam. Nhưng mà quan trọng của người ta đúng rồi là lẩu tứ xuyên. Đây là lẩu Việt Nam nè. Mình đang ăn món là lẩu bò kiểu thập cẩm. Vậy đi. What? Được rồi. Ăn của người khác đi. Ôi nhìn món ăn đẹp mà bày trí bắt mắt mà nhìn nó dễ cưng gì đâu. Thôi chị bớt khen chồng chị lại đi. Nè. Sao? Thấy có một cái sự gọi là hả? Thiên vị ở đây hả? Thiên vị một cách rõ ràng, sâu sắc. Thì mọi thứ đang rất rõ ràng mà. Có ai lén lút đâu. Tôi đang rất là thanh thiên bạch nhật luôn mà. Cái miếng bò của người ta mỏng dánh luôn nè. Mô vật mỏng á mọi người. Mọi người ơi zoom kỹ vô cái miếng bò của Otis. Mỏng chút xíu, mày lớn vậy à. Mỏng như đây à. Khen, đứng khen quá trời khen. Trời đất ơi. Miếng trời. Này ăn như là tan trong miệng. Trời đất ơi, tôi nói thiệt nè. Thịt bò nó mỏng, mỏng dã man luôn á. Như vậy mà dám nói thiệt, tôi nói thiệt luôn á. Một cái cô MC mà thiệt á, đứng về một phe một hướng như vậy là không được rồi. Ủa, đứng đầu đang đứng giữa mà có đứng về phe nào đâu. Cảm nhận có một cái sự gì đó nó nghiêng về phía bên trái lắm. Không, đó là cảm nhận của bản thân thôi. Cho nó một tí này, cái miếng nó hơi dày. Không, miếng nó mỏng. Thích ăn tái vậy đó. Chịu đựng nổi không mọi người? Chị bị nếm cái nước nha. Mấy hứng cho sợ nhiễu. Ôi luôn á. Trời ơi, ngon quá trời anh ha. Theo tôi là tôi thấy mặn hơn của tôi rồi đó. Tôi là tôi thấy không được rồi đó. Còn cá nhân mọi người sao? Nó ngọt mà đúng không anh? Ngọt mà rất là thanh luôn. Thì tôi đấu với mọi người chứ lẽ tôi khen mọi người. Tôi phải nói chứ. Ok, anh ăn thêm nữa rồi nha. Cái vui nhất là khi mà có người ăn thêm đồ ăn của mình. Kìa đó, nhai đâu nổi đâu, bị đặt nói mỏng mà nhai, nhai quá nhai luôn. Nhai một tiếng rưỡi đồng hồ không xong miếng thịt bò mà nói miếng thịt bò phải. Mỏng đó. Ê, miếng rau. Bây giờ nhai thêm miếng thịt nè. Nhai nha, tôi nhìn rõ ràng nha, tôi coi nhai trong bao lâu nha. Nói mỏng thì phải nhai thiệt nhanh nha. Tan trong miệng đâu, tan đâu. Tan, phải tan liền luôn. Tan liền trong miệng. Tan chưa? Tan không ạ? À? Tan chưa chị? Tan miếng thịt bò mỏng của chị chưa? Hai nồi lẩu hôm nay của hai bạn nấu thì trong quá trình hai bạn nấu thì rất là sạch sẽ. Nhất là sạch sẽ, thứ hai là nhiệt tình. Nếu mà như mà các bạn xem hết được clip 3 phút á, thì mình nghĩ hôm nay các bạn sẽ nấu tốt hơn hôm nay hiện tại. Còn để mà nhận xét công tâm về người thắng cuộc á, thì mình chấm điểm ha. Dạ. Chấm điểm thì nghĩ bên này 7 và bên này là... Tức là 9. Trời ơi, 7 với 9 luôn nha, chứ không phải là 7 với 8 luôn á. Thì 7 cũng được đi, cũng ăn được chứ có phải là không ăn được đâu. Và xin chúc mừng Otis. Xong rồi đó. Và phần quà dành cho người chiến thắng đó chính là một bếp điện tử. Wow, thiệt hay giỡn ta. Và phần thưởng dành cho người cũng chiến thắng thứ hai ngày hôm nay. À, mình có hai người chơi thôi. À, em nhầm rồi. Và thì mình sẽ tặng quà cho Ali, đó chính là một bộ nồi chảo ạ. Và xin cảm ơn anh Thắng với món lẩu sườn sụn bò sốt tứ xuyên ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ có thêm một món lẩu mới để cả gia đình cũng có thể quây quần đi ăn cùng với nhau. Và xin cảm ơn nhà tài trợ Happy Home Pro đã tài trợ phần quà cho chương trình.
Và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Điền Quân Group thực hiện. Hẹn gặp lại và xin chào.